Tao cũng như nhiều người con trai khác, đã 2 giờ sáng rồi mà vẫn nằm coi YouTube. Hết mấy cái video thử thách khám phá nhà ma nhảm nhí và mấy cái video chơi Roblox. Cậu không nỡ tắt vì dopamine nó đang lên quá cao. Hả? Cái gì đây? Gì thay đổi cuộc đời trong 14 ngày? Thật là nực cười. Đi vệ sinh vô, cậu mới thấy YouTube nhưng nó lại hiện cái anh áo đen đó nữa. Ê cu, mày đang sống như một thằng tèo vậy. Mày sẽ làm gì để thay đổi điều đó? Đây là tất cả những gì mà ông cần để thay đổi bản thân trong vòng 14 ngày nè. Sáng hôm sau, Đô gặp Tèo ở trong trường. Hình như thằng Tèo nó có gì nó khác khác lắm này. Ê Tèo, mày mới coi video của anh áo đen. Tèo lấy ngón tay của mình xịt miệng thằng Đô lại và giơ cái tờ giấy này lên. Và thằng Đô cũng giơ ra cái quyển cẩm nang cải thiện toàn diện và bảo go bro. Tôi đã từng là một cậu nhóc mà nghiện game tới nỗi mà khi ngồi trong lớp á, chỉ đợi cái chuông báo về nó rang mà thôi, đi tôi về nhà chiến đua rang với thằng bạn trên liên thoại chứ gì nữa. Nghiện bọn tới nỗi mà ngày nào cũng phải xem tới 2-3 lần và quen cũng 2-3 lần luôn. Cũng đã từng hỏi bản thân khi mà mình ngồi trong lớp và học mấy cái môn mà cũng học đó, cũng đã tự hỏi bản thân là tại sao mình lại học mấy cái này làm chi, mình không biết áp dụng cái này vào đâu luôn, mà sau này mình học ngành gì, vô trường đại học gì ta. Đã từng rất là sợ đám đông, rất là ngại khi mà xung quanh mình rất là nhiều người lạ. Mà đứng ở chơi một đám đông và chuẩn bị cho một bài thuyết trình đi, chân tôi sẽ tự động nó rung khơ khơ cầm cập như là 2 cây tre trong gió lớn. Còn với mấy em hả bro? Nghe tôi là một thằng simp, thằng lớn nhút nhát, yếu đuối và lúc nào cũng phải bắt bạn gái mình ở đó và hiểu chuyện và tinh tế hơn mình và dỗ dành mình nữa chứ. Không hít đất nổi một cái, tay chân lỏng lẻo và trong như vậy nè. Tại sao tôi lại kể cho ông nghe mấy thứ này làm chi? Để cho ông thấy tôi là thằng thất bại, là tôi đã từng tèo thế nào hả? Có một phần đó, nhưng mà tôi muốn ông hiểu cái sự quan trọng, cái sự hiệu quả, cái sự kỳ diệu của cải thiện bản thân thật sự như thế nào. Nếu ông đang ở đây và thắc mắc, ủa thay đổi gì đâu, biết gì đâu, đó là bây giờ ông đang nghe tôi nói chuyện như vậy nè. Không chơi game, không coi bỏng, ít lướt mạng xã hội tới nỗi mà tôi không có mạng xã hội cho điện thoại của mình nữa. Tôi đã đỡ ngại đám đông hơn trước rất là nhiều rồi, cái nỗi mà tôi có thể đứng lên chở và dẫn MC cho nhiều chương trình luôn. Có những thằng bạn rất là tuyệt vời, cũng như là có cho mình một người bạn gái cũng hết sức là tuyệt vời. Nói thật ở đây là ông biết tôi mà, trên kênh mình là mình chỉ có thành thật với nhau mà thôi. Tôi cũng chả muốn khoe khoang gì cho ông đâu. Maybe có thể một phần ha, cái tôi của tôi vẫn muốn khoe cho ông thấy là tôi đã cải thiện và đi tới đâu rồi. Nhưng mà cái chính ở đây ha, trong thâm tâm tôi muốn ông thật sự hiểu, đó là cho dù ông là ai, ông đang bắt đầu ở đâu, ông đã bao nhiêu tuổi, ông đang có gì và ông đang chưa giỏi cái gì bro, thì ai cũng sẽ có thể cải thiện và trở nên tốt hơn được. Đó là khi mà tôi vừa viết cái này ha, lên kịch bản cho cái video này đi, và vừa nhớ lại những gì mà mình nó như thế nào, những cái thói quen tốt mình đã làm. Cái thằng Phúc nó rất là tèo ngày xưa, và khi mà so sánh tới thời nay ha, khi mình tới bây giờ nè, mình thấy bản thân mình đã đi được bao xa rồi. Nó là một cảm giác rất là tuyệt vời, cũng hơi xúc động. Và tôi cũng muốn ông có được cái cảm giác này, là vì tôi biết những người chàng trai trẻ ở Việt Nam ngay bây giờ nè, đó là ông, đó là những người đang cấp 3 hay là trẻ hơn cấp 2 cũng có, đại học rồi đang đi làm cũng có nữa. Chả ai bao giờ là chỉ cho họ cải thiện bản thân như thế nào. Trường lớp, thầy cô, sure, đó là những cái kiến thức phổ thông bổ ích đi. Đó là ba mẹ và những người đi trước mình đi chỉ dạy cho mình những điều mà họ biết mà thôi. Và thành thật mà nói thì nó chỉ áp dụng tốt cho thế hệ của ba mẹ mà thôi. Rất ít ai có cho mình một cái hình mẫu đàn ông mạnh mẽ. Đó là người ba mình, là một người chú, một người bác, một người ông hay một người thầy nào đó. No bro. Chính tôi cũng rất là may mắn khi có cho mình một người ba mà tôi rất là kính trọng. Và ba tôi đã dạy tôi rất là nhiều điều. Đó là cộng với việc ngày nào ngày xưa tôi cũng lên mạng và search thêm và kiếm thêm những thông tin về cải thiện bản thân. Làm như thế nào? Đó là mình biết là mình bây giờ mình không có hứng thú với chơi game nữa. Mình không hứng thú với việc ra ngoài cà phê, cà phá với bạn bè nữa. Mình muốn trở nên tốt hơn và khá hơn, và build an aesthetic body, và cảm thấy khá hơn bên trong cái tâm trạng, những suy nghĩ của mình nó chất lượng hơn nè. Và yeah, kiếm nhiều tiền để có thể tự do tài chính. Nhưng lúc đó tôi nhìn lại bản thân mình, thấy bản thân mình thì chưa có gì. Cũng hơi nhục chí một tí ha. Biết là cái tiềm năng bên trong mình rất là lớn, cũng có những cái ước ao bên ngoài đó, có hoài bão bên ngoài rất là tốt đó. Nhưng mà bên trong vẫn có một cái gì đó vẫn chưa có động lực, đúng không? Vẫn chả muốn thật sự là làm gì nghiêm túc để cải thiện bản thân mình. Đó là ông, có như vậy không? Có nhận thấy mình là có rất là nhiều tiềm năng bên trong ha, có rất là nhiều hoài bão bên ngoài, muốn đạt rất nhiều thứ đi, nhưng mà vẫn kẹt ở chính giữa này, không biết làm gì và không có động lực để làm cái gì cả. Là có thể bây giờ ông đang sống như một thằng tèo vậy, là chơi game nhiều, là xem bỏng và sặc cục thường xuyên, là nhát gái và cũng chả biết làm gì cho sau này. Đó là sâu bên trong ông biết bản thân mình có tiềm năng như thế nào. Nếu ông cũng đồng cảm với những gì mà tôi nói
Thì tiếp theo ha, hứa không đó, tôi không có cố gắng sell hay cố gắng bán cho ông một cái khóa học làm giàu 10 triệu gì lum la, no bro. Tôi chỉ muốn giúp ông lấy lại quyền kiểm soát của cuộc đời ha, như Hamza đã giúp tôi. Đó là tôi sẽ cho ông biết tất cả những gì ông cần biết ha và cần làm để thay đổi cuộc đời của mình, lấy lại quyền kiểm soát trong vòng 14 ngày. Và trước khi cái tôi của ông, cái thằng tèo trong đầu ông nó báo động đỏ lên và nó la làng lên. Vì thằng này nó phét mấy ngáo đen xạo sự thiệt. 14 ngày thôi mà thay đổi được gì? Baby, come on. Bịt miệng thằng Tèo lại ha. Và hãy nhận thấy trong đầu mình, đó chính là cái giọng nói của thằng Tèo đó. Mà nó chỉ đang muốn bảo vệ ông thôi, giữ cho ông lại cái vùng an toàn của mình. Và ai cũng sẽ có một cái tôi cho mình hết. Đó là thằng Tèo nó chỉ muốn bảo vệ ông có những hiểm nguy và những sự không chắc chắn ở bên ngoài kia. Và những cái hiểm nguy và thử thách ngoài kia chính là những thứ mà bắt buộc con trai mình phải vượt qua để trở nên mạnh mẽ hơn, để trở nên giống đồ hơn. Nên hãy sao? Bịt miệng thằng Tèo lại. Ok, shut up. Hãy nghe nè, đó là cái mục tiêu lớn nhất của mình trong 2 tuần tới hay trong 14 ngày tới đó, là ta sẽ cố gắng cải thiện sức khỏe tinh thần của mình. Và sức khỏe tinh thần ở đây theo tôi ha là chất lượng của những suy nghĩ, tâm trạng và cảm xúc của ông ngay bây giờ nè. Và chắc ngay bây giờ ông đang có nhiều suy nghĩ khá là tiêu cực, cảm thấy rất là buồn chán ở tương lai, không biết mình sẽ mong chờ điều gì, rất lo âu và sợ hãi về mọi thứ. Và đó chính là sức khỏe tinh thần của thằng Tèo. Cái gì vậy? Thì tôi muốn ở đây, tôi muốn cắt cua mấy em siêu mẫu chân dài. Tôi muốn mua nhà đẹp và mua xe đẹp, kiếm tiền nhiều mà. Ok bro, okay, tôi hiểu cho ông mà. Rất là hiểu những cái ham muốn ông như vậy. Không có khuyến khích lắm. Dạ, yeah, không khuyến khích lắm, nhưng mà tôi hiểu rồi. Thì ông cũng nên hiểu điều này giúp tôi. Là ông không thể, chắc chắn không thể đạt được những cái điều ở trên đâu, bất cứ điều gì luôn á. Nhưng mà trong đầu của ông lúc nào cũng là những cái suy nghĩ tiêu cực, lúc nào cũng buồn chán, lúc nào cũng anxious, lúc nào cũng lo âu, overthink, thiếu tự tin vào chính bản thân mình và chả tập trung để làm được điều gì cả. Giống như là mình đang cố gắng xây dựng một cái biệt thự siêu đẹp luôn, trang trí nội thất rồi của thái công lùm la lộng lẫy, nhưng nó được xây trên một cái nền cát và chắc chắn rồi nó cũng sẽ sụp đổ mà thôi. Và ngay bây giờ tôi muốn ông dừng lại một tí ha, xuống dưới phần mô tả này và nhấn vào đường link đầu tiên để làm cái bài test để đánh giá kiểm tra sức khỏe tinh thần của mình ngay, the DASS 21. Và đừng lo, đây không phải là tôi dụ ông là một cái scam hay là một cái bài mà tôi tự chế hay gì. Mà tôi dựa vào The DASS 21, một thang điểm rất uy tín, được tin dùng bởi các chuyên gia và các cơ sở y tế trên khắp thế giới để đánh giá sức khỏe tinh thần của mọi người. Và sau khi làm xong ha, nhớ là trả lời một cách thật lòng cho tôi. Ok, không ai ở đây để đánh giá ông đâu. Ông phải tự nhìn vào bản thân mình ha, phản ánh lại cái này nó có đúng mình hay không, ok, và tick vô cái đáp án chính xác nhất đối với mình. Và ở đây chả có câu trả lời đúng hay là sai nào cả. Và sau khi làm xong, ông sẽ có 3 số điểm cho 3 cái mục này, đó là trầm cảm, lo âu và căng thẳng, or stress. Và ông cũng sẽ thấy một cái bảng kết quả để tự mình so sánh ha. Ông bị thế nào, đó là không bị, nhẹ, vừa, nghiêm trọng hay là cực kỳ nghiêm trọng. Và nhớ ghi lại 3 số điểm này xuống một cái nơi nào đó cho tôi. Và chúng ta sẽ lấy cái mục tiêu lớn nhất của mình ở trên, ông nhớ không? Sẽ cải thiện sức khỏe tinh thần của mình ha. Thì nó khá là mơ hồ và mình không có đo lường được sức khỏe tinh thần của mình. Thì nhờ cái thang điểm này ha, mình sẽ làm được như vậy. Và ta sẽ có một cái mục tiêu cụ thể hơn ở đây, là đó là trong 2 tuần ta sẽ muốn giảm mỗi cái mục đó xuống một bậc. Có nghĩa là từ lo âu nặng sẽ xuống vừa, trầm cảm vừa sẽ xuống nhẹ, nếu stress nhẹ, căng thẳng nhẹ đi thì xuống không bị luôn. Ông hiểu tôi mà, đúng không? Và để giúp ta đạt được cái mục tiêu ở trên, ta sẽ dựa vào 3 cái thói quen cốt lõi này. Đó là 1, tập thể dục; 2, ngồi thiền; đó là 3, là ngủ sớm và ngủ đủ. Nếu được thì ông có thể quăng vô thêm cái thứ 4 nữa ha, đó là viết nhật ký. Nhưng mà tôi nghĩ là ngủ sớm nó quan trọng hơn. Còn mấy cái thói quen xấu như là coi bỏng rồi pháp nhiều, rồi lướt mạng xã hội hoài, rồi coi YouTube và Netflix hoài, rồi ăn lum la mấy đồ ăn bậy bạ. Ok, tốt nhiên rồi, mình phải nhận thức nó ha. Và cố gắng đừng làm nó quá nhiều và hạn chế hết mức có thể giúp tôi. Tại vì sao? Tại vì cái yếu tố quan trọng nhất đối với một người mới cải thiện bản thân ở đây là gì? Đó là cái chiến thuật đó nó phải đơn giản và dễ làm. Đó là đơn giản ở đây, ông chỉ cần tập trung làm và duy trì 3 cái thói quen ở trên như tôi nói thôi. Tập gym, ngồi thiền, ngủ đủ và ngủ chất lượng. Cũng là cố gắng ha, nếu được thì đừng có làm quá nhiều mấy cái thói quen xấu kia. And that's it. Rồi bây giờ cái việc tiếp theo mà tôi muốn ông làm là hãy lấy cho mình một quyển vở ra ha. Một tờ giấy nào đó A4 bự bự, để kẻ cho mình một cái habit tracker. Tôi sẽ để một cái mẫu đây ha, để ông làm theo. Đơn giản thôi, là trên một cột, có thể cột ngang, cột dọc gì đó, tùy ông thôi. Ok, ghi 1 tới 14, tượng trưng cho ngày 1 tới ngày 14. Cột còn lại thì ghi 3 hay 4 thói quen gì đó của mình. Và hãy mỗi cuối ngày ha, hãy lấy ra và đánh vô những cái mà mình đã làm rồi. Đây là một điều rất là hữu ích để giúp mình keep track, để giúp mình theo dõi cái tiến độ của mình trong 14 ngày này. Nó sẽ cho ông cũng khá là nhiều động lực đấy. Tôi biết là tất cả những gì mà tôi vừa nói cho ông nghe ở trên
cái habit tracker đó là cái mục tiêu, đó là những cái thói quen tốt. Là ông chắc chắn cũng đã nghe hoài rồi. Đối với thằng Tèo bên trong đầu ông, nó sẽ rất là khó tin đúng không? Là ba mẹ đã cố gắng khuyên ông tập thể dục bao nhiêu rồi, đi gặp bác sĩ họ cũng khuyên rồi, cô dì chú bác thấy ông béo béo quá, ốm quá kêu ông ăn nhiều vô đi tập thể dục đi. Mấy thằng bạn hả? Thì mấy bạn nữ nữa chứ, khuyên ông hoài mà ông có nghe đâu. Vì tại sao? Like why? Why the fuck ông lại nghe một anh áo đen đẹp trai ngẫu nhiên trên mạng? Tại vì tôi thật sự hiểu những gì mà ông đã trải qua và đang trải qua. Cũng đã từng là một thằng nhóc tèo ha, cũng đã nghĩ mình like I'm the shit. Và có cái tôi cực kỳ cao tốt trên đây nè. Vì khi mà những người lớn, những người mà giỏi hơn mình khuyên mình làm này làm kia đi, no bro. No. Thậm chí là tôi đã làm luôn nguyên cái video này để nói về cái tôi của tôi nữa. Tôi hứa với ông luôn là tôi đã đi tìm suốt mấy năm nay ha, hơn 2 năm nay rồi, tìm những cái phương thức mà nó sẽ cho mình động lực ngay lập tức, những cái thói quen mà nó sẽ cho mình giúp mình cải thiện bản thân nhiều và nhiều hơn nữa. Những cái bí mật nào đó được chôn giấu mấy nghìn năm. No bro, như là tôi đang kiểu đi đường vòng vòng tròn này nè bro. Sẽ quay lại với những cái cơ bản nhất, những cái thói quen mà cứ nghe hoài, cơ bản, nghe hoài, cliché, chính là những cái thật sự hiệu quả. Đó là tập thể dục, đó là ngồi thiền và lo cho giấc ngủ của mình. I know bro, I know, tôi chỉ mong ông là sẽ tin tôi thôi bro. Yeah, source, trust me bro, trust me. Thì muốn làm hay không và nghe hay không là tùy ông thôi. Nên tôi đã làm hết sức rồi. Nếu ông nghe xong ông cũng bỏ qua nữa và cũng vô lại mấy cái khoái cảm tức thì của ông nữa thì bro xin mời là get the fuck out of here. Chính tôi đã trải qua rất là nhiều và thử nghiệm rất là nhiều rồi. Tôi không muốn ông lặp lại và va vào cái vết xe đổ của tôi đâu. Và cứ đi đường vòng và tốn thời gian của mình như vậy nè bro. Tôi đã trải qua rồi, đã tổng hợp lại. Và đây là những cái nó thật sự hiệu quả. Sao? Có làm không? Có hứa, có cam kết với tôi 100% là ông sẽ thử cái điều này không? Nếu có thì ở lại ha, nếu không thì mời ra ngoài. Nha bro, nếu ông ở lại à, let's f***ing go. Ta không nói nhiều nữa ha, là ông cũng đang rất là hào hứng rồi. Ta sẽ vô liền cái thói quen đầu tiên là tập gym, tập thể dục, tập kháng lực, tập thể thao. Nói chung là move your f***ing ass, vận động cơ thể nhiều hơn. Đây chính xác là cái điều tốt nhất mà ông có thể làm cho sức khỏe của mình. Cái thói quen mà chính tôi cũng thích nhất nè, tự hào nhất mà tôi nghĩ là ai con trai ha, nghiêm túc cải thiện bản thân cũng đều nên làm. Và chính tôi cũng đã bắt đầu cái hành trình của mình bằng tập gym, tập kháng lực, hay cụ thể hơn là tập calisthenics tại nhà. Tôi nghĩ bro, tôi chỉ muốn trông ngon hơn mà thôi. Thật sự là không chỉ là ngon hơn đâu, mà nó bên ngoài kia có rất là nhiều bằng chứng khoa học để chứng minh rằng là việc tập thể dục một trong những điều mà tốt nhất ông có thể làm cho sức khỏe của mình. Một liều thuốc phải nói là tốt nhất cho não bộ của ông, cho tâm trí của ông, cho cơ thể của ông, mà không có loại thuốc nào, hóa chất nào ngoài kia nó sánh bằng. Tôi đã đọc rất là nhiều sách rồi ha, rồi nghe rất là nhiều podcast này nọ nói về sức khỏe nói chung luôn, tâm trí lẫn body của mình luôn bro. Thì cái từ, ba từ mà nó luôn xuất hiện, đó là tập thể dục hay tiếng Anh là exercise, đó luôn hiện lên là một trong những điều mà không thể thiếu của những người giỏi, danh nhân người ta cũng đề cao cái này này trong những quyển sách này như like Outlive của Peter Thiel, nói rất nhiều về điều này. Phải biết sao không, chắc ông cũng nghe mấy điều đó đúng không? Ông cũng wow, quá nhiều bằng chứng, quá nhiều này nọ để thuyết phục mình quá. Mình vẫn chưa tin, mình sẽ không làm theo đâu. Ok, có thể nghe bây giờ ông kiểu thú vị đấy, không mai ông cũng chả làm đâu. Tôi biết mà. Làm sao ông đang đợi một người khác nữa hả? Vì lại để giúp ông tập và cho ông động lực nữa hả? Hãy thẳng thắn với nhau đi. Hãy nhìn lại mình đi. Ok, nhìn xuống nè. Ông trông như thế nào? Ông có trông như một thằng nhóc hay không? Với cái ngực nhọn. Mặc cái áo gì trắng là nó chỉ ra cái, vì cái ngực ông quá nhọn. You don't have một cái ngực trong người đàn ông thật sự. Cái tay lỏng lẻo vậy nè. Yeah, hay mấy bạn nữ kêu xích cổ em đi, rồi cái tay ông nó quá lỏng lẻo, nó quá ốm. Chả xiết được ai. Tại sao không đi xin việc, mặc cái bộ đồ, mặc cái áo sơ mi nó không vừa vặn rồi nó như là ông mượn cái bộ vest của ba ông vậy đó. Ba ông thì đô đi, ông mặc vô như là một đứa con nít đang cố gắng dressed up. Hoặc như ông mặc cái bộ đồ chật quá, trông không khác gì mấy con cò đất. I mean no offense to cò đất bro. Yeah. Có người lớn nào, bạn nữ nào, những người chạc tuổi ông đi, tôn trọng ông không? Tôi biết là những điều tôi nói ở trên là để mình nhận được lời tán thưởng, được công nhận với mọi người kia. Trông nghe nó rất là nông cạn, đúng không? Trông rất là cực đoan và bề nổi. Nhưng biết sao không? Like, I don't care. Tại vì đó chính là cái động lực ha, đầu tiên đã giúp tôi đi tập đều đặn. Đó là tôi đã muốn sự công nhận, muốn được yêu thương, muốn có bạn gái mà thôi. Thậm chí là tôi thấy mấy thằng bạn trong lớp mình nó tập, thì nó trông nó đô rồi, nó biết khích đất rồi,
Ủa này kéo xà, nó biết kéo xà, nó biết khích đất nữa, còn tôi thì chả biết làm gì hết. Nên tôi đâu có muốn thua mấy thằng đó đâu, nên sẽ cố gắng tập. Cố gắng tập. Cái điều mà tôi muốn nói ở đây đó là không quan trọng ở đây là mục tiêu của ông nó là gì ha. Ít nhất vút ban đầu đi, không quan trọng là gì cả. Miễn nó cho ông động lực, miễn nó thúc đẩy ông tới phòng gym và nhặt cái đít mình lên và đứng lên tập cái dụng vận động cơ thể là quá được rồi. Đừng có nghe mấy anh kia bảo ôi tập vì gái, tập vì mọi người ngoài kia nông cạn quá. Nhìn lại mình đi, ok? Ít ra sức khỏe tao tốt và tao còn đô hơn mày đó. Nên là cái mục tiêu của mình ở đây cho nó thói quen một ha, đó là chúng ta sẽ tập thể dục, vận động cơ thể mỗi ngày và duy trì nó trong 14 ngày này. Và đó có thể ha, cái này là tôi không có cho ông một cái lịch tập cụ thể được, vì cái này ông chỉ là người mới thôi. Nên ông hãy tập bất cứ thứ gì mà mình thích, để làm sao mà miễn nó cho ông niềm vui ha, nó cho ông cái sự hào hứng để đứng dậy đi tập á. Hay là môn thể thao nào cũng được nè, đá banh. Đối với tôi đá banh ha, tôi thích đá banh lắm. Nó là bóng rổ, nó là bóng chuyền, nó là cầu lông hả, đá cầu hả, hay là thậm chí nó là vài động tác cardio là like chạy bộ like me, hoặc là chạy xe đạp, nhảy dây, leo núi, hiking này nọ. Yeah, you do you bro. Thậm chí đó là những bài kháng lực để giúp mình xây cơ cũng như xây sức mạnh, like calisthenics, tới phòng gym tập tạ, weightlifting, crossfit, hit, rất là nhiều cái thể loại khác để tập kháng lực ngoài kia. Thậm chí đây đó là ông có thể đơn giản hay những ngày mệt mỏi quá, chán ghét cuộc đời quá đi, chỉ cần đi ra ngoài và đi bộ 45 phút, 30 phút là quá được rồi. Quan trọng là hãy tập cái bài tập nào ha, để giúp mình duy trì nó trong vòng 14 ngày này. You do you brother. Và ta sẽ qua luôn thói quen thứ hai, đó là ngồi thiền, meditation. Và chính tôi ngày xưa cũng đã không tin vào cái sự hiệu quả của ngồi thiền đâu. Em cũng đã nằng nặc trong đầu mình là sẽ bác bỏ hết những cái bài nghiên cứu ngoài kia để chứng tỏ cái sự hiệu quả của ngồi thiền. Bro, để tóm lại câu chuyện ha, đó là nó thực sự là hiệu quả đó bro. Just fucking do it, come on. Ngồi thiền đi. Và một cái lầm tưởng mà rất là nhiều người có việc ngồi thiền ha, là khi ngồi thiền, họ tưởng đó là họ sẽ cố gắng cái mục đích chính của họ ngồi thiền đây là làm đầu óc họ trống rỗng và không có suy nghĩ gì cả. Điều đó là hoàn toàn không thể luôn á. Không thể nào mình làm đầu óc mình trống rỗng được mà không có suy nghĩ được. Thằng nào nói gì trời. Bro, stop. Không có cái vụ đó đâu ha. Đó là mình chắc chắn sẽ có suy nghĩ. Và cái nhiệm vụ của mình ở đây là gì? Khi mà mình nhận thấy mình có những cái suy nghĩ đó vu vơ bên ngoài, là mình sẽ nhận ra nó và nhẹ nhàng một cách từ từ đem mình lại với cái hơi thở của hiện tại, mà không oán trách, không hờn dỗi, không có tự dằn vặt bản thân mình gì hết bro. Yeah, chỉ nhẹ nhàng đem mình lại với cái hơi thở hiện tại mà thôi. Mindfulness, sự chánh niệm. Và ông hãy tưởng tượng ở đây, đó là cái sự tập trung không ha. Ông đang tập trung vào cái vòng tròn này, vòng tròn này, ok. Rồi tự nhiên có một cái suy nghĩ nó kéo ông ra, mà ông sẽ cố gắng tập trung lại. Hay kéo ông ra nhẹ nhàng, đưa mình lại cái hơi thở này. Kéo ra và đưa lại, kéo ra và đưa lại, kéo ra và đưa lại, đưa lại, đưa lại, như vậy hoài. Đó chính là cách để mình train. Kiểu như là đi tập gym đi, thì mình curl để cho cái cơ tay mình bự hơn đúng không? Thì mình làm vậy, yeah, để làm cái tâm trí mình nó mạnh hơn đó. Nó bắt buộc ta, bắt buộc trong lúc ta ngồi thiền là ta phải bị sao nhãng, phải có những cái thử thách, phải có những cái suy nghĩ ngoài kia. Để đó mình mới nhận ra, mình mới đem mình lại. Yeah, đó là lý do tại sao ngồi thiền nó mới có hiệu quả như vậy chứ. Nếu mà cái não ông nó không thấy mà nó đứng yên hoàn toàn, ê, ông mới ngồi thiền xong rồi ông kêu wow, vô liền, ngồi thiền, biết ngồi thiền liền, thì não ông nó có lý do gì để nó thay đổi. Ông sẽ ngồi thiền tới một lúc mà khi mà ông gặp bên ngoài đường thì ông gặp một bạn nữ rất là dễ thương, rất là cute. Ông sẽ sao? Ông sẽ stress, ông sẽ run lên. Thì sau khi ông ngồi thiền xong, ok, mình sẽ vẫn có những cái phản ứng hơi stress và hơi lo sợ, hơi ngại ngại đó một tí. Nhưng mà ông sẽ nhận ra là mình đang có cái cảm giác đó. Và quay lại với hiện tại ha, đó là mình không có bị cho mình lo quá lắm. No bro. Hơi thở, quay lại với hơi thở ha, và nhận ra đó chỉ là những cái phản ứng bình thường của cơ thể mình mà thôi. Điều đó hoàn toàn bình thường khi mà mình gặp một bạn nữ sinh bên ngoài. Và hãy nghĩ xem, cái việc mình lo sợ như vậy nó có giúp mình cái gì không? Và có gì thật sự để lo sợ trong cái tình huống ngay hiện tại này không? Không nghĩ vào đâu đúng không bro? Khi mà về hiện tại giờ thì cô ấy đang đi ngang ông thôi, có làm gì ông đâu. Ông đang ở một nơi rất là an toàn mà, đâu có gì xảy ra đâu. Và bạn ấy thì sao? Bạn ấy đúng là xinh, đúng dễ thương, nhưng mà ấy vẫn là một con người đấy thôi. I know, shockers, bất ngờ chưa? Thì mình lại nói chuyện như một cách bình thường, như con người nói chuyện với nhau mà thôi. Bao giờ nghĩ về cái đó chưa? Và nếu mình lại đó nói chuyện mà không thành công đi, bạn ấy không cho số mình rồi, thì thôi, ok, mình đi đường này, bạn đi đường kia. What's the worst thing that can happen? Điều tệ nhất có thể xảy ra là gì?
Và mục tiêu của mình cho thói quen hai ngồi thiền ở đây đó là mỗi ngày ha, mỗi ngày trong suốt 14 ngày luôn, tôi sẽ cố ngồi thiền trong khoảng 2-5 phút everyday. Ông có thể lên YouTube ha và search cái 5 minute meditation, 5 phút ngồi thiền hay cái gì đó. Hoặc nếu ông thích ha, ông xuống dưới phần mô tả tôi có để là một đường link một cái bài ngồi thiền, a guided meditation. Ông sẽ ngồi thiền cùng tôi trong 5 phút luôn ha. Yeah, nhấn phía dưới nếu ông hứng thú. Tất nhiên hứng thú bro, xuống dưới nhấn là ngồi thiền đi. Nhắc lại là ta sẽ cố duy trì điều này trong 14 ngày. Và qua cái thói quen cuối cùng, thói quen thứ 3, ta sẽ ngủ sớm, ngủ đủ và ngủ chất lượng. Và để có thêm những thông tin mà chi tiết hơn ha, thì ở đây tôi sẽ nói ngắn gọn thôi. Nếu muốn biết chi tiết á, thì hãy lên kênh TikTok của tôi, sẽ để bởi vì ngay đây ha. Và tham khảo cái series, cái playlist mà giấc ngủ hoàn hảo của tôi bro, The Perfect Sleep. Anh sẽ biết thêm rất là nhiều thông tin chi tiết hơn ở chỗ ha. Và ở đây đơn giản thôi, đó là ông hãy cố ngủ sớm ha, ngủ đủ. Và đó có thể là 10 giờ ông ngủ tới 6 giờ đi, 11 giờ ông ngủ tới 7 giờ đi, nhưng vẫn đảm bảo cho tôi là ngủ đủ 8 tiếng. Nếu ông quá bận đi và phải làm việc hơn vào lúc tối, ok, 1-2 giờ gì đó mới ngủ. Nhớ nha, nhớ là bận thiệt nha, bận làm việc hay bận làm cái project gì đó, chứ không phải ngồi đó lướt TikTok rồi coi YouTube và coi Netflix nha. Nhưng mà vẫn đảm bảo ngủ đủ 8 tiếng giúp tôi ha. Và chắc chắn rồi, cái việc mà mình cố gắng ngủ sớm nó sẽ khá là khó khăn vào lúc đầu. Vì cái nhịp điệu sinh học bên trong người ông nó không có quen việc đó, vì nó đã quá quen với việc ông ngủ khuya rồi. Nên hãy cố gắng vượt qua khúc đầu đi, rồi những khúc sau thì nó sẽ trở nên dễ dàng hơn. Và một pro tip ở đây là nếu ông có thể kết hợp cái việc mình dậy sớm với việc mình tập thể dục vào buổi sáng luôn, quá tuyệt vời. Là ông vừa đi ra ngoài tập thể dục, vừa hứng được những cái ánh nắng buổi sáng, rồi tuyệt vời ha. AKA theo Dr. Andrew Huberman là nó sẽ giúp ta tập trung hơn này, tỉnh táo hơn, giúp ta ngủ ngon hơn vào tối hôm đó nữa. Thì sau khi mình tập gym xong, dopamine nó sẽ đi xuống vì nó khá là đau, nó mệt đúng không? Yeah, nhưng mà sau đó sao? Dopamine như một quy luật nó sẽ đi lên lại và ông sẽ có động lực để làm những cái việc mình cần làm trong buổi sáng hôm đó nhiều hơn ha. Đó là những lợi ích của việc dậy sớm và tập thể dục sớm. Say bro, nó sẽ đơn giản vậy thôi, nó là hãy cố gắng ngủ đủ, ngủ chất lượng, dậy sớm nếu có thể ha. Thế nó có thể và kết hợp với việc tập thể dục sớm giúp tôi. Nó sẽ đơn giản vậy thôi, đó chỉ là giấc ngủ thôi bro. Ông đã ngó lơ giấc ngủ của mình bao lâu rồi? Ok, đây có thể là cái tiếng chuông làm ông thức tỉnh ha. Mong mong sẽ lo cho giấc ngủ của mình hơn. Vì thật sự giấc ngủ là chính là cái con sống á. Ok, nó sẽ nâng hết những cái con thuyền sức khỏe của ông. Get your sleep bro. Please get your sleep. Và cái mục tiêu cho thói quen 3 của mình đó là ngủ sớm, là hãy cố gắng trong 14 ngày ha, hãy ngủ trước 11 giờ giúp tôi, ngủ đủ 8 tiếng. And that's it. Like bro, tôi chả biết là tôi đang đùa ai nữa. Là ok, tôi có hết trong hết tất cả mọi thứ rồi, là những thói quen em cần làm và những cách làm của nó, rồi mục tiêu em lum lá trơn á. Nhưng mà ông ok sẽ làm 1-2 ngày đầu thôi, mà sau đó cũng bỏ. Đó là vì sao? Để trở nên đặc biệt và xuất chúng và giỏi giang trong thời đại này nó quá dễ là như vậy. Tại vì chả ai đang thật sự là cải thiện mà làm những cái điều khó đó, những cái điều cơ bản mà nó luôn hiệu quả. Vì họ nghĩ hả? Vì ông nghĩ hả? Đó là mình đang quá đặc biệt. Những thứ tầm thường đó đâu có cần đâu, đâu có cần chi. Rằng mình thôi, mình ốm quá, mập quá, mình tập thể dục đâu có nổi. Là mình không thể là tập trung được, nó không có ngồi thiền được. Tối bận lắm mà này kia, nó không có ngủ sớm, dậy sớm được đâu. Xong lại quay về những cái khoái cảm tức thì của mình. Đó là bọn hớp, đó là mạng xã hội, đó là thức ăn nhanh, đó là chơi game, đó là Netflix, đó là YouTube hoài. Đó chính là tại sao đó. Đó là tại vì thằng Tèo nó trong đầu ông, cái tôi bên trong ông nó vẫn còn đang quá lớn. Nên ông thật sự không chấp nhận là mình đang là một thằng Tèo. Hãy dừng lại một tí nè. Just stop bro. Pause. Ok. Ông cái việc mà lúc nào cũng giữ một cái tôi cao như vậy, nó dẫn ông đi tới đâu rồi? Và ông tính như vậy tới khi nào nữa? Tôi biết là tôi lấy cái ví dụ này hoài. Hãy tưởng tượng ha, thật sự tưởng tượng luôn. Mình đã khá là lớn rồi. Ok, 30, 35, 40 chuẩn bị có gia đình luôn rồi. Tiền bạc này nọ cũng ổn định đi, cũng tự do tài chính đủ đi. Mình nhìn lại xuống dưới với cái body của mình, cái bụng thì phệ ra, cái ngực thì nhọn ra, cái tay thì bắt như hai con bún. Mà trong đầu lo âu với tất cả mọi thứ thì mọi chuyện ngoài kia hơi nhức đầu quá, stress quá. Rồi sao? Đâu có biết xử lý mấy cảm xúc đó đâu. Nên là quay về với những cái thói quen xấu mà ông đã làm trước kia. Coi bỏng, lướt TikTok, đến lạc hướng mình, Netflix hả? Rồi bằng rượu bia rồi chất kích thích ngoài kia hả? Lại nữa. Đó, nó vẫn như vậy đó, ông vẫn như vậy thôi. Mà ông có muốn như vậy không? Tôi biết, ở đây là tôi chỉ nói những cái động lực để cố gắng một phần ở đó giúp ông nhận ra cái sự ngắn ngủi của thời gian. Đó là ta ở trên đây, đúng là ta không phải là có thời gian ít đâu, mà ta đang phí thời gian
quá đó bro. Ông vẫn ở đang đây sợ không biết bắt đầu thế nào, không biết khi nào mới bắt đầu, đợi thời gian hoàn hảo bắt đầu. Chúng ta cũng phải đều bắt đầu một nơi nào đó thôi. Chỉ có những người mà họ không bắt đầu á, những người mà họ tầm một tí họ bỏ luôn, đó mới là đáng xấu hổ. Vì thế trong ít nhất 14 ngày hay 2 tuần này đi, hay là trong 4 tuần 1 tháng này đi, hãy hạ cái tôi mình xuống, hạ cái tiêu chuẩn của mình xuống đi. Hãy nghe theo áo đen này, hãy nghe theo cái cẩm nang, cái chiến thuật này, hãy làm theo những thói quen tốt đó đi. Và thêm một điều nữa mà tôi muốn nói nhấn mạnh đây ha, về việc giúp ông duy trì những cái thói quen này. Đó là một cái lỗi sai rất là nghiêm trọng của những người mới, nhưng một cái mindset mà rất là nhiều người mới có luôn đó, đó là họ có cho mình trong đầu đó là để tick vào cái habit tracker là mình làm xong cái thói quen này. Là họ ví dụ như là tập thể dục đi, họ phải tập thể dục rất là hardcore trong 1 tiếng rưỡi, 2 tiếng, như vậy mới xứng đáng mình tick vô. Hay ngồi thiền 5 phút mình ngồi rồi, bây giờ mình phải ngồi 10 phút, không ngồi 10 phút mình không cho tick vô. Hay là này ngủ chết bà, ngủ có 7 tiếng rưỡi không được 8 tiếng không tick vô. No, không, don't, please not, đừng có làm như vậy ha. Đây không phải là một cái mindset của một người mà nên có khi mà họ mới bắt đầu đâu. Tại vì họ thật sự là chưa chấp nhận bản thân mình, chấp nhận là ông mới bắt đầu trên hành trình cải thiện bản thân này thôi. Nên là quỳ xuống, hít đất 5 cái, kéo xà 5 cái, nhảy dây 10 cái, hít thở 10 cái, 2 cái vậy đi. Yeah bro. Và đó chính xác cũng là tiến bộ rồi, và ông đều xứng đáng để tick vào cái habit tracker của mình. Hãy nhận thấy là cái tôi của ông nó mới vừa nhận một cái đòn chí mạng. Vậy là ông thật sự không vĩ đại như vậy đó, ông chỉ mới bắt đầu mà thôi. You're fucking noob. Nên hãy bắt đầu ở cái level thấp hơn level của những người mới bắt đầu. Không gì xấu hổ bro, chỉ là mình đang cố gắng đi từ từ lên mà thôi. Ai cũng sẽ bắt đầu một nơi nào đó. Như tôi đã nói, chỉ cần ông như thế nào, chỉ cần ông nhận thấy được điều đó ha, và vượt lên chính bản thân mình và thật sự làm một tí gì đó đi, ông đều xứng đáng để tick vào cái habit tracker của mình cả. Good job, my brother. Good job. Đừng có vì chính cái tôi quá cao của mình mà ông nhặt ở đâu đó những cái tư tưởng mà ông nhặt từ những người khác, hay là ông lên mạng xã hội hoài và ông tự so sánh bản thân mình với những người lạ trên kia, với những người mà đã tập lâu rồi, những KOL nổi tiếng gì đó, mà tự nhìn thấy mình mà tự bác bỏ đi hết những sự tiến bộ mà mình đã đạt được. Vì chính ông luôn so sánh mình với những người khác, và chính mình sẽ không thấy được cái sự tiến bộ của mình ngay trước mắt luôn, ngay trước mũi mình luôn nè. Và điều đó như thế nào? Điều đó sẽ làm mình tưởng mọi thứ mình làm trước kia nó đều là vô ích và mình chả tiến bộ gì hết cơn bro. Và điều đó sẽ là mình mất đi một nguồn động lực rất là lớn. Mà sự thật có phải là như vậy không? Hay là ông hay dừng lại một tí ha, zoom out. Ok, zoom out, đừng có tập trung vào cái này. Hãy zoom out và hãy nhìn xem là mình đang coi cái video này tới đâu rồi. Chắc ở đây tới phút 30 mấy rồi đúng không? Gần 40 hả? Maybe. Ông đã coi tới hết một cái video toàn lòn như vậy. Cái sự tập trung của ông nó cũng không thể đâu bro. Yeah, và ông đang thật sự muốn cái điều này, ông mới coi tới đây chứ đúng không? Có còn điên nào lên YouTube và coi hết 33 phút cái thằng áo đen ngồi đây nói hoài. Đúng không bro? Ông thật sự đang nghiêm túc và ông có cái tinh thần, ông thật sự muốn để cải thiện đó. Sao bây giờ này hôm qua ông đang làm gì ta? Maybe ông có thể đang coi bỏ rồi giặt cụp lướt mạng xã hội hoài đúng không? Bro, nhưng bây giờ ông đang coi Danny Trần. Ông nên tự hào vì chính bản thân mình đi. Hãy thương bản thân mình một tí đi, vì chính bản thân ông đang làm rất là tốt đó. Hãy nhớ rằng ở đây điều ta muốn là gì? Đó là sự tiến bộ, không phải là sự hoàn hảo. Và cái sự điều độ đường dài nó sẽ luôn tốt hơn cái việc mình cố làm quá nhiều trong một khoảng thời gian quá ngắn. Để tôi tóm lại cho ông và kêu Simon vẽ cho một cái bản kế hoạch ha. Để tóm lại cho ông tất cả nè. Ok, đó là trong 14 ngày cái mục tiêu lớn nhất của mình là gì? Là cải thiện sức khỏe tinh thần của mình ha. Cụ thể hơn là mình muốn giảm cái số điểm trầm cảm, lo âu, stress căng thẳng của mình xuống một bậc. Bằng cách ta sẽ làm 3 cái thói quen này, đó là tập thể dục, ngồi thiền và ngủ sớm, gồm 3 cái mục tiêu nhỏ hơn cho 3 cái thói quen đó nữa. Và ta sẽ dùng một cái habit tracker để theo dõi cái tiến độ của mình. Và tôi sẽ để những tài liệu mà tôi đã nhắc ở trên, mọi thứ mà ông cần để bắt đầu ha, ở dưới phần mô tả. And yeah, that's it bro. Xem một bản kế hoạch ha, không? Có rồi đó, có trong tay mình cái bản kế hoạch rồi đó. Yeah, đây là một cái cẩm nang, một cái chiến thuật nhỏ đi. Một người mới khi mà họ mới vô cải thiện bản thân. Nếu ông là một người mới hoàn toàn luôn, ok, f***ing noob, một người newbie. Bro, hãy bắt đầu với cái này thôi là đủ rồi. Và nếu ông là một người đã cải thiện được vài tháng rồi, dưới một năm đi, thì tôi có nguyên một cái cẩm nang cải thiện toàn diện với nhiều video hơn, chi tiết hơn, nhiều mục tiêu hơn, khó hơn một tí. Và tôi đặt tên cho nó là trở thành đô. Ê, mấy anh mới nha, mấy anh mới nghe xong đó là tính qua kia coi liền gì. Nếu ông mới thật sự, tôi khuyên ông á, tôi thật lòng, hãy theo cái này đơn giản thôi. Cái kia ông theo không nổi, ông bỏ cuộc mà lum la mệt lắm. Cái này đơn giản, dễ hiểu, hãy làm theo cái này đi ha. Xong rồi, có thể ông nhảy qua cái kia cũng rất là được.
cũng kịp mà, có mất mát gì đâu bro. Hãy cải thiện sức khỏe tinh thần của mình trước. Trust me bro. Mấy ông kia, nếu muốn tham gia kìa ha, okay, xuống dưới đường link. Maybe tôi sẽ để đầu tiên hay dưới đó tự kiếm bro. Và cái cẩm nang này nó sẽ để trong phần classroom của cái school community Danny and the Bros của mình. Nếu ông chưa tham gia thì nhấn tham gia, nhớ trả lời mấy câu hỏi ha. Vô nhấn vào classroom, bập bập coi, làm theo. And that's it. Again, link ở dưới nếu ông hứng thú. Hứng thú thôi, cút. Yep, thật sự kết thúc ha, that's it. That's it thật á. Ok. A like, nếu mà ông thích cái video này ha, rất là dài. Tôi muốn gửi cho những người mới hoàn toàn, nhưng mà họ trên cái hình bản thân họ không biết làm gì. Đưa họ coi cái video này giúp tôi ha. Share it. Ok bro, share it to your friends, những người mà ông nghĩ cái này sẽ giúp họ được ha. Comment một cái gì đó hay ho. Vì anh áo đen nó quay ngồi đây má, quay hai lần luôn. Quay hai lần luôn ngồi nói chuyện. Khổ cổ họng quá, uống miếng ơi. Of course, hơi bit away bro. Để viết cho mình nguyên cái này, quay cho mình coi, miễn nó giúp ông được rồi. Bro, nhấn ở dưới để check out Danny and the Bros, nhấn vào classroom để coi cái cẩm nang cải thiện toàn diện. And that's it. See you boys in the next video. Wait, one bro, one. Hẹn gặp con người mới của ông trong 2 tuần nữa nha. See you boys.